biết là âm hương phút chia đi. Bởi vì các bạn anh em con cháu và đồng tổng về là đi thắp tuần thương tươi điển, xin kính mời anh em con cháu đồng tổng. Thương ơi để cả dòng tộc như che đang ấm. Nghe được tin buồn với tấm lòng vô cùng thương tiếc, giờ phút này đây đoàn con cháu vào đầu gặp. Thập nén hương thương đồng tưởng nhớ gặp mùi thương tiếc phút biệt đi. Sau khi về đặt đến ghi thấp tuần hương dâng lễ viếng, mời đoàn trở lại bàn trà sư chủ. Yeah.
đình tân thủ, rồi từ ngũ 26 tháng 8 1972 được tin đồng chí về tiếp tổ. Toàn bộ anh em trong hội, anh mặt hội đồng nước, huyện Chí Linh, Hoàng Tiến, Văn Đức về đây kính viếng đồng chí và chưa buồn ở trên đồng nhất còn được mời đồng chí bắt đầu. Không là như cánh cò, không vì giàu như mẹ đã từng ru con, nhưng thương vẫn mềm lòng khi nhìn cha trong mắt. Một tình thương cha rộng lớn vô bờ. Con vẫn ngủ trong tiếng mẹ âu ơ, trong ca dao có cánh cò ấp ủ, trong cổ tích từng đêm ba thu thi, nhưng con chỉ yên lòng khi ở cạnh bên cha. Tháng năm qua con không hề quên kỷ niệm, bên ánh đèn cha em con học mỗi đêm, bởi có cha con vững vàng tiến lên. Mồ hôi cha đã đầm ướt luống cây, nay con khôn lớn nên người mình cha chiếc bóng bên đời quạnh hiu, công cha như núi cao vời làm sao báo đáp biên trời tình cha. Con cha không là như cánh cò, không vì giàu như mẹ đã từng ru con, nhưng thương vẫn mềm lòng khi nhìn cha trong mắt. Một tình thương cha rộng lớn vô bờ. Con vẫn ngủ trong tiếng mẹ âu ơ, trong ca dao có cánh cò ấp ủ, trong cổ tích từng đêm ba thu thi, nhưng con chỉ yên lòng khi
khi ở cạnh bên cha. Tháng năm qua con không hề quên kỷ niệm. Bên ánh đèn cha kèm con học mỗi đêm. Bởi có cha con vững vàng tiến lên. Mồ hôi cha đã đầm ướt luống cày. Nay con khôn lớn nên người, mình cha chiếc bóng bên đời quạnh hiu. Công cha như núi cao vời, làm sao báo đáp biên trời tình cha. Công cha như núi cao vời, làm sao báo đáp biên trời tình cha. Rời ngàn đời để lại con trong xót xa nghẹn ngào. Lời cầu xin con đầy tha thiết cho cha hiền về chốn yên bình. Lời cầu xin con đầy van nài Chúa dù lòng yêu thương tha thứ. Nguyện cầu nơi bao dung Thiên Chúa, xin hãy giang tay từ nhân, xin hãy xót thương cha, xin đoán xét bao dung, xin đón cha về nghỉ yên trong Thiên Chúa yêu thương, xin đón cha về nghỉ yên trong Chúa ngàn đời. Cha ơi suốt đời hy sinh, cha ân cần dìu dắt đời con. Cha ơi suốt đời gian nan, cha nhọc nhằn nuôi con khôn lớn. Hôm nay cha rời cuộc đời, bỏ lại muôn phiền về bên Chúa nghỉ ngơi. Nơi đây trong ngạn lệ sâu, bồi hồi con thương nhớ cha ngập lòng. Lời cầu xin con đầy tha thiết cho cha hiền về chốn yên bình. Lời cầu xin con đầy van nài Chúa nhiều lòng yêu thương tha thứ. Nguyện cầu nơi bao dung Thiên Chúa, xin hãy giang tay từ nhân, xin hãy xót thương cha, xin đón xét bao dung, xin đón cha về nghỉ yên
trong Chúa yêu thương, xin đón cha về nghỉ yên trong Chúa ngàn đời. Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sách, rách sao cho thừa.
những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già dấu, dành 1 phút tưởng niệm đồng chí. Bắt đầu. Gia đình rất xúc động trước tình cảm của đoàn đã bớt chút thời gian về đã đến nghi thắp tưởng hương dân đêm viếng, giải phút biệt quan thanh về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình trân trọng cảm ơn. Và cha nằm ôm con sưởi ấm, những cành dài nhẹ nhàng hôn con, và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha, sống cho nên người. Và con ơi, chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sách, rách sao cho thường. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già dấu, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già dấu.
tiễn biệt bắt đầu. Cuộc tiễn biệt của đoàn được chu biên hoàn tất và đoàn Chadamacha xây chồng cước san sẻ tới buồn cùng tan biến. Và tràn hoa đất mẹ niềm vui.
ông về biển khu, lòng căm hơn oán quân thù. Mẹ là đây, đường xưa con ấp u bóng trăng gầy, có nghe đêm trường tiếng ru hơi, có nghe đêm trường tiếng ai cười, suối lệ đoạn biển giữa lòng đất mẹ chiến. Trông lên núi vòng phú, chiều 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 trông về biển khu, lòng căm hơn oán quân thù. Ơi à à ơi à ơi, chiều này lối về đất mẹ là đây, đường xưa con ấp u bóng trăng gầy, có nghe đêm trường tiếng ru hơi, có nghe đêm trường tiếng ai cười, suối lệ đoạn biển giữa lòng đất mẹ triền miên. Cười suối lệ đoạn biển giữa lòng đất mẹ triền miên. Thank you.
đây con năm con bắc con cay đầu đồng trổ cai bản mệnh, con xin ông chỗ nhà, con xin bà chỗ đất, con xin gia tiên tiền tổ. Ở thấy hương phượng sao đỏ thành phố Chí Linh, cầu nguyện kính lạy Phật pháp tăng thượng ở khắp mười phương. Đồng lộc dâng hương cúng dường Nam Mô A Di Đà. Con kính lạy Phật pháp tăng thượng ở khắp mười phương. Đấng linh ngã hồn về chẳng di tập ta cần tu nhường cử công vô lượng công đức cầu thời tây phương cực lạc chung con xin na cảm tạ con cúi đầu cùng chúng đang nghe cơ bi vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tình người phút lành ngày sau. Ngày mai mất những lần đầu tiếp được cho cha về hồng tổ tiên. Ngày hoa cử tiếng chia buồn phút giây ly biệt cha trên sương trời. Ngày hoa đào hiên đạt tình trong tim ngoài tấm thuận hòa yêu thương. Ngày hoa cử tiếng cha hiền sự khiêu mỗi trời mà hạt thóc vàng có cánh thời mỗi chùa ông từ ban phúc cho tới bậc thành hiền. Không có công cha mẹ sao chúng con mới thịnh người. Thật đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Để kính dâng lên cha, để nguyện cầu cho tổ cha được sư sĩ tịnh độ, được an nghỉ thảnh thơi, được về với tổ tiên. Cha mẹ có thăm ơn, cha bình vững có ơn phận. Cha mẹ kính yêu thương, cha ơi nay chưa vào phút vĩnh biệt cha đi xa. Cha ơi ta con ta cháu xin dâng lên những cánh hoa tiễn người. Trời nặng nghìn bao cánh hoa rơi mà hoa bao nhiêu cánh chúng con thương người mấy yêu. Công hoa cũng làm nghi thức lễ tẩy trần để cho cha rũ sạch bụi trần, cha về với bộ phần làm thu an giấc trong mọi người gần xa. Hôm nay đây anh em con cháu ra tiền đỏ cho ông để ông về nơi quay phật chôn niết bàn, ông hồi hộ gặp gia tiên. Ông ơi ông linh thiêng, ông về đây phù hộ độ trì cho con Thảo cháu hiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chào mừng nghi lễ tung hoa cũng là nghi lễ tẩy trần để cha giữ sạch bụi trần, cha mẹ có thân mi, cha về với có linh phật. Tiếp dẫn với linh hồn cha của chúng con thể mãi tinh thiêng. Oh,
phận. Nghìn lễ xin hoa, nghìn lễ tiễn biệt thay tâm tình cho các con các cháu của cha. Sở dĩ được chung với tam tích, một lần nữa chúng con xin được cầu cho hồn để siêu sinh tình yêu, trở về cùng tổ tiên, lời có biết bản, an vui nơi cửa phật. Nhân dân và gia đình An Quyến đứng dậy hướng về phía linh cữu đồng chí Nguyễn Quang Thanh để buổi lễ chi điệu và đưa tang được bắt đầu. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Quang Thanh, kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cùng toàn thể nhân dân. Kính thưa gia đình An Quyến, đồng chí Nguyễn Quang Thanh sinh năm 1952, quê quán tại phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Hiện đồng chí đang trú quán tại số nhà 24, phố Tá Hương, khu dân cư Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Sau một thời gian lâm bệnh, đồng chí đã được các thầy thuốc và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa. Song do sức yếu bệnh trọng, đồng chí Nguyễn Quang Thanh đã vĩnh biệt chúng ta ra đi vào cõi vĩnh hằng hồi 15:39 ngày 24 tháng 2 năm 2024, tức ngày 15 tháng 1 năm Giáp Thìn. Đồng chí được thọ 72 tuổi. Được tin đồng chí Nguyễn Quang Thanh qua đời, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Sao Đỏ, chi bộ khu dân cư Trần Hưng Đạo cùng với gia đình đã thống nhất thành lập ban tang lễ gồm các đồng chí và các ông bà có tên sau: một, đồng chí Nguyễn Hoài Bắc, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban dân phường Sao Đỏ làm trưởng ban; hai, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch Ủy ban dân phường làm phó ban; ba, đồng chí Nguyễn Công Toàn, bí thư chi bộ khu dân cư Trần Hưng Đạo làm phó ban; 4. Đồng chí Lê Xuân An, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Sao Đỏ làm ủy viên; 5. Đồng chí Trần Văn Thành, phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư làm ủy viên; 6. Ông Đào Quang Minh, phó trưởng khu dân cư Trần Hưng Đạo làm ủy viên; 7. Ông Phạm Văn Khoa, chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh khu dân cư làm ủy viên; 8. Ông Lê Đình Tự, chi hội trưởng Hội người cao tuổi khu dân cư làm ủy viên; 9. Bà Phạm Thị Hường, chi hội trưởng Hội phụ nữ khu dân cư làm ủy viên; 10. Ông Phan Văn Thi, bí thư chi đoàn khu dân cư làm ủy viên; 11. Ông Nguyễn Quang Chuyên, đại diện gia đình làm thành viên. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, kính thưa gia đình An Quyến, thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin thông báo nội dung tiếp theo của lễ truy điệu và đưa tang gồm các nghi lễ sau: một là nghi lễ phủ quân kỳ của Hội Cựu chiến binh phường Sao Đỏ; hai là đồng chí trưởng ban tổ chức lễ tang lên đọc lời điếu; ba là đại diện gia đình An Quyến lên đắc tử; bốn là lễ thu quân kỳ của Hội Cựu chiến binh; năm là nghi lễ đưa tiễn đồng chí Nguyễn Quang Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa các đồng chí, cùng toàn thể nhân dân, thưa gia đình An Quyến, đồng chí Nguyễn Quang Thanh mất đi là một thất vô cùng lớn lao đối với
gia đình và cũng là sự mất mát của đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể, phường sau đó, khu dân cư Trần Hưng Đạo. Kể từ lỡ biên, hồi 11:30 ngày 25 tháng 2 năm 2024 cho đến giờ phút này, ban tang lễ và gia đình đã trân trọng được đón tiếp các đoàn đại biểu và cá nhân đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền, các đơn vị, các ban ngành, đoàn thể, nhân dân, họ hàng, nội tộc, ngoại tộc, các gia đình thông gia, liên gia, hội đồng liên, đồng ngũ, bạn bè thân bằng, cố hữu gần xa, đã bớt chút thời gian với lễ nghi hương lên hoa đăng đến bên linh cữu đồng chí Nguyễn Quang Thanh để kính viếng hương hồn đồng chí và chia sẻ nỗi đau thương mất mát với gia đình tăng quyến. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Xuân An, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Sao Đỏ lên điều hành nghi lễ phủ quân kỳ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Quang Thanh, kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, ủy ban mặt trận tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể, phường Sao Đỏ và khu dân cư Trần Hưng Đạo. Kính thưa tăng quyến, thưa đoàn thể nhân dân, thay mặt ban chấp hành hội cựu chiến binh phường Sao Đỏ, tôi tiến hành tổ chức lễ phủ quân kỳ quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam lên linh cữu hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam từ trần. Lễ phủ quân kỳ bắt đầu. Tôi xin công bố quyết định phủ quân kỳ quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam lên linh cữu hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam từ trần. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Hội cựu chiến binh thành phố Chí Linh, hội cựu chiến binh phường Sao Đỏ, số 06 QĐ-CCB Sao Đỏ, ngày 26 tháng 2 năm 2024. Quyết định về việc phủ quân kỳ quyết thắng lên linh cữu hội viên từ trần. Ban chấp hành hội cựu chiến binh phường Sao Đỏ căn cứ pháp lệnh cựu chiến binh nghị định số 150 ngày 12 tháng 12 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh cựu chiến binh, căn cứ quyết định số 491 ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ban hành quy định về việc tham gia tổ chức lễ tang hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam hy sinh từ trần, căn cứ điều lệ hội cựu chiến binh Việt Nam để tưởng nhớ và ghi nhận đóng góp cống hiến của hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam trong các chiến chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, tham gia xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xét đề nghị của chi hội cựu chiến binh khu dân cư Trần Hưng Đạo, quyết định điều 1, phủ quân kỳ quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam lên linh cữu đồng chí Nguyễn Quang Thanh, sinh ngày 29 tháng 2 năm 1952, nhập ngũ tháng 4 năm 1972, nghỉ hưu tháng 10 năm 1992, là hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam từ tháng 11 năm 1994. Sinh hoạt tại chi hội cựu chiến binh khu dân cư Trần Hưng Đạo, hội cựu chiến binh phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đồng chí đã từ trần hồi 15:39 ngày 24 tháng 2 năm 2024. Điều 2, chi hội cựu chiến binh khu dân cư Trần Hưng Đạo và tổ quân kỳ làm nhiệm vụ phủ quân kỳ và túc trực quân linh cữu thực hiện quyết định này. Thay mặt ban chấp hành hội cựu chiến binh phường Sao Đỏ, chủ tịch Nguyễn Trọng Thành đã ký. Đồng chí tổ trưởng quân kỳ thực hiện nghi lễ phủ quân kỳ. We'll be right back.
ban tổ chức và gia đình tăng chủ xin được cảm ơn. Các đồng chí, nghi lễ tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hoài Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sao Đỏ, trưởng ban tang lễ, đến thắp một tầm nhang và đọc lời yếu đồng chí Nguyễn Quang Thanh. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Quang Thanh, kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị đại biểu, thưa gia đình tang quý. Đồng chí Nguyễn Quang Thanh, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 45 năm tuổi đảng, hội viên cựu chiến binh, hội viên hội người có tuổi, hội viên hội chữ thập đỏ. Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình và các y bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do căn bệnh quá hiểm nghèo, đồng chí đã vĩnh biệt chúng ta vào hồi 15:39 ngày 24/2/2024, tức ngày 15/1 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 72 tuổi. Hôm nay, trong điểm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Sao Đỏ, các đồng chí cán bộ, đảng viên, chi bộ khuôn cư Trần Đạo, các tổ chức hội, đoàn thể, bà con khu phố và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa gia đình tang quyến, đồng chí Nguyễn Quang Thanh sinh ngày 29/2/1952 trong một gia đình giác ngộ cách mạng tại khu cư Vĩnh Nham, phường Hòa Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, hộ khẩu thường trú số nhà 24, phố Thái Hưng, khu cư Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Lớn lên, đồng chí sống giác ngộ lý tưởng cách mạng, hăng hái tham gia các hoạt động công tác đoàn thể, chính trị xã hội. Từ tháng 4 năm 1972 đến tháng 8 năm 1972, đồng chí nhập ngũ thuộc Đại đội 1 Tiểu đoàn 655 quân khu 3. Từ tháng 9 năm 1972 đến tháng 12 năm 1972, đồng chí là binh nhì thuộc Tiểu đoàn 8 Trung đoàn 102 đóng tại tỉnh Quảng Trị. Từ tháng 1 năm 1973 đến tháng 12 năm 1973, đồng chí là binh nhất thuộc Đại đội 5 Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 88 đóng tại tỉnh Quảng Trị. Từ tháng 1 năm 1974 đến tháng 5 năm 1974, đồng chí là hạ sĩ tiểu đội phó thuộc Đại đội 5 Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 88 đóng quân Xuân Mai, Hà Tây. Từ tháng 6 năm 1974 đến tháng 5 năm 1975, đồng chí là hạ sĩ quản lý Đại đội 6 Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 88. Từ tháng 6 năm 1975 đến tháng 5 năm 1976, đồng chí là trung sĩ tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 5 Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 88. Từ tháng 6 năm 1976 đến tháng 8 năm 1977, đồng chí là trung sĩ trung đội phó thuộc Đại đội 5 Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 88. Ngày 15 tháng 11 năm 1976, đồng chí được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ tháng 9 năm 1977 đến tháng 11 năm 1978, đồng chí học viên Đại đội 1 trưởng quân chính quân đoàn 1. Từ tháng 12 năm 1978 đến tháng 3 năm 1979, đồng chí là thiếu úy Đại đội phó thuộc Đại đội 5 Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 88. Từ tháng 4 năm 1979 đến tháng 11 năm 1983, đồng chí là trung úy Đại đội trưởng Đại đội 9 Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 88. Từ tháng 12 năm 1983 đến tháng 1 năm 1984, đồng chí là trung úy trợ lý tác chiến Trung đoàn 88. Từ tháng 2 năm 1984 đến tháng 10 năm 1984, đồng chí là thượng úy Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 88. Từ tháng 11 năm 1984 đến tháng 11 năm 1989, đồng chí là đại úy Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 88. Từ tháng 12 năm 1989 đến tháng 9 năm 1992, đồng chí là đại úy Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 28 Sư đoàn 308. Tháng 10 năm 1992, đồng chí về nghỉ hưu sinh hoạt tại chi bộ quân cư Trần Hưng Đạo, thị trấn Sao Đỏ,
nay là phường Sao Đỏ, tham gia thành viên ủy ban dân thị trấn, trưởng ban văn hóa, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự, trưởng công an. Từ năm 2001 đến tháng 7 năm 2010, đồng chí giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường. Trong suốt quá trình công tác cũng như khi về hưu, đồng chí Nguyễn Quang Thanh luôn nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, sống giản dị, hòa nhã, gần gũi, được đồng chí và bà con khối phố quý mến. Về đời tư, đồng chí xây dựng gia đình với bà Trần Thị Bình, sinh được hai người con, một người con trai, một người con gái. Đồng chí có 5 người con nuôi, trong gia đình đồng chí là người chồng, người cha, người ông, rất độ lượng và nhân từ. Hiện đồng chí được 13 cháu ngoại, các con các cháu của đồng chí đều trưởng thành, học tập, lao động và sản xuất tốt. Với 72 năm tuổi đời, 48 năm tuổi đảng, đồng chí Nguyễn Quang Thanh đã cống hiến trọn đời cho đảng, cho đất nước, cho quê hương. Với những công lao cống hiến to lớn, đồng chí đã được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng, huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3, huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa gia đình, tăng quyến, từ buổi đầu tham gia công tác cho đến khi vĩnh biệt chúng ta, đồng chí Nguyễn Quang Thanh luôn nêu cao tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, trung thành với đảng, tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân, quý trọng nghĩa tình đồng chí, đồng nghiệp và dành biết bao tình cảm yêu thương trìu mến cho gia đình, họ tộc, xóm phố và bạn bè thân thiết. Đồng chí mất đi, kể từ đây gia tộc đồng chí mất đi một người thân, vợ đồng chí mất đi một người chồng, các con, các cháu đồng chí mất đi một người cha, người ông thân thương, hiền hòa. Quê hương, hàng xóm và bạn bè mất đi một người đồng chí, người bạn thân thiết gần gũi và tin yêu. Sự mất mát lớn lao này không chỉ riêng của gia đình thân quyến đồng chí, mà là sự mất mát chung của đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương và của tất cả chúng ta. Hôm nay, vĩnh biệt đồng chí trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng tôi kính mong gia đình hãy nén đau thương để tiếp tục đóng góp phần mình cùng với đảng bộ và nhân dân toàn phường thực hiện những hoài bão lớn lao mà đồng chí đã phấn đấu công hiến cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Trong niềm tiếc thương vô hạn, hôm nay chúng ta có mặt tại đây tiễn đưa đồng chí Nguyễn Quang Thanh về đi an nghỉ cuối cùng. Vĩnh biệt đồng chí, xin đồng chí hãy ghi nhận tấm lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Sao Đỏ trước anh linh đồng chí. Trong giờ phút chia ly này, đảng bộ và nhân dân phường Sao Đỏ nguyện đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu xây dựng đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng đô thị ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp. Xin trân trọng gửi tới gia quyến đồng chí Nguyễn Quang Thanh lời chia buồn sâu sắc nhất trước lúc đau thương mất mát không gì có thể bù đắp được. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Quang Thanh, đảng viên huy hiệu 45 năm tuổi đảng, cầu chúc hương hồn đồng chí siêu thoát nơi xứ vàng án bếp ngàn thu. Đề nghị các đồng chí và bà con nhân dân dành một phút vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Quang Thanh. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Xin cảm ơn đồng chí trưởng ban tặng lễ. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện gia đình Lê Ân Tử. Kính thưa hương hồn anh, kính thưa ban tổ chức tăng lễ, kính thưa các vị đại biểu đại diện lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể phường Sao Đỏ, kính thưa các cụ, các ông,
các bà cùng toàn thể gia quyến nội ngoại, các bậc thông gia, các cơ quan xí nghiệp, doanh nghiệp, trường học, bạn bè, thân bằng, cố hữu gần xa, được sự ủy quyền của gia đình cho phép tôi được nói lời cảm tạ. Anh tôi là Nguyễn Quang Thanh, do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được các bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, họ hàng thăm hỏi động viên nhưng không qua khỏi. Anh tôi đã tạ thế hồi 15:39 ngày 24/2/2004, tức là ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn, hưởng thọ 72 tuổi. Anh tôi mất đi là một sự mất mát lớn lao, không gì bù đắp nổi. Trong giờ phút đau thương xúc động này, gia đình chúng tôi đã nhận được sự động viên, thăm hỏi, sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền từ phường đến khu phố, cũng như các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh chị em trong họ và ngoài phố, các cơ quan đoàn thể đã đến thăm hỏi động viên, chia buồn, phúng viếng, dự lễ truy điệu và tiễn đưa anh tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt gia đình, tôi xin được trân trọng cảm tạ những tình cảm quý báu của các quý vị đại biểu và các vị khách quý gần xa đến với gia đình chúng tôi. Trong lúc tang gia bối rối, có gì sơ suất xin được lượng thứ. Sau khi tiễn đưa anh tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, xin kính mời các cụ, các ông, các bà, anh chị em trong họ ngoài phố và các đơn vị khách gần xa ở lại cùng gia đình ăn bữa cơm với gia đình chúng tôi, để gia đình chúng tôi được nói lời cảm tạ cuối cùng. Tôi thay mặt gia đình xin cảm ơn những tình cảm sâu đậm của các cấp chính quyền, các lãnh đạo và các bà con xa gần và con cháu. Thêm một lần nữa xin lời cảm ơn. Thay mặt ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Giao Đỏ, tôi tiến hành thực hiện nghi lễ thu quân kỳ. Lễ thu quân kỳ bắt đầu. Xin chân thành cảm ơn sự có mặt của quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân
đã đến dự lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Quang Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong quá trình tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và đưa tang đồng chí, không tránh khỏi khiếm khuyết ban tăng lễ và gia đình, thành thật xin được lượng thứ. Đã đến giờ đưa tiễn đồng chí Nguyễn Quang Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà, phường Bát Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ban tăng lễ đề nghị các đồng chí đảng viên chi bộ, nhân dân và con cháu gia đình chuyển nghiên cứu đồng chí Nguyễn Quang Thanh lên xe. Buổi tổ chức lễ truy điệu và đưa tang đồng chí Nguyễn Quang Thanh đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Thank you.
giây phút chia tay không chạm nước mắt, dấu bớt nụ cười mỗi lần gặp mặt, chẳng khen con dù chỉ nói một lời. Đêm đông về cha u ấm cho con một bữa đói cơm lòng cha thao thức, một lần mắng con bao lần cha nhói ngực, lạnh buốt vai gầy trông ngóng đứa con xa. Cho những đứa con yêu một đời lo nghĩ, một đời hy sinh, giờ về hư không, giờ thành mây trắng, trong khói sương con thấy mình chịu nặng, thổn thức trong lòng con thầm gọi cha.
khi đến bệnh viện, trong giây phút đau thương nặng nề này, con cháu muốn níu giữ cố quan tài từ từ. Thiên thu vĩnh biệt là ơn, ơn trời cao lòng lòng, ơn đất đầy thẳm sâu, sống nhờ đất, chết lại về với đất. Bởi có tình người làm ăn chân thật, ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở, và đất nước này cũng trải bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở, đất nước ơi. Đây nắm đất quê nhà, con cháu đắp nên phần mộ, chúc người yên giấc mộng say, nghìn thu thơm thảo đất này quê hương. Ôi cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương, cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng.